Sao con nụ nó càng lớn càng đẹp vậy trời? Cậu hai, cậu làm cái gì vậy? Nụ, sao càng ngày mày càng đẹp gái vậy? Phải chi hồi đó mày làm tôi tớ, giờ lớn lên làm vợ lẽ cậu hai là sướng rồi. Khi không lấy thằng nhóc đó, nó có biết gì đâu mà hưởng. Thiệt là uổng quá. Cậu hai, cậu hai đừng có nói như vậy, không nên đâu. Rồi ai nghe được là chết tôi á. Cậu nói đúng chứ có sai đâu. Nhìn mày mơn mởn xanh tươi mà dò dỏ một mình, phải phí của trời không? Đúng là củ khoai nấu với củ mì, chờ cho mì chín còn gì củ khoai. Nụ nè, cậu tiếc, bây giờ cậu ăn giùm được không? Cậu hai, cậu đừng làm vậy, tội cho tôi lắm. Trời ơi, mày còn làm bộ thanh cao nữa. Nè, cậu hai Trương Phong Điền này mà để ý rồi là phước ba đời mày rồi đó. Nói nào ngay, mợ hai của mày không đẻ được cho cậu đứa con trai. Mày cho cậu nha, mày làm vợ lẽ của cậu đi, thì coi như cuộc đời của mày lên hương. Cậu hai, dù gì trên danh nghĩa tôi với cậu Út cũng là vợ chồng với nhau. Cậu là anh chồng, tại sao lại buông lời bỡn cợt như vậy? Rủi tay vách mạch rừng có phải là làm trái với luân thường đạo lý hay không? Mày cũng biết đó chỉ là danh nghĩa thôi sao? Chứ mày nhìn đi, thằng Út nó bao nhiêu tuổi, nó làm ăn được gì đâu. Mày đừng làm bộ thanh cao với cậu hai. Cậu hai, cậu chịu hết nổi rồi nụ ơi. Cậu hai, xin cậu mà cậu hai, cậu đừng có làm như vậy, kỳ lắm. Cậu mày, hai, mày làm cái gì vậy? Cậu mà. Tao thấy mày dễ thương thì tao thương mày thôi mà nụ. Cậu hai, mình chịu cậu đi. Hai, cậu hai, mày làm vậy lẽ cậu hai đi nụ ơi. Tôi lại cậu đừng có làm như vậy mà cậu hai. Mày làm vậy lẽ cậu hai đi. Cậu hai à, ấy da, ấy da, trời ơi, nụ, mày dám cho tao hả? Nè, tao nói cho mày biết nha, mày được tao để ý là mày mai bước mày lắm rồi đó. Cậu hai, chiều tao đi nụ. Anh hai, sao anh hai nhận chị nụ vậy? Không nhận em. À thì anh hai nhận Út nè. Đâu? Cậu hai, cậu làm như vậy cậu Út đau đó. Cậu Út, tới giờ rồi, mình vô phòng thôi. Để bà Năm không thấy mình, bà Năm la đó. Đi. Ý của em là làm đám cưới theo kiểu tảo hôn, đặng cho thằng Út được bình an, tai qua nạn khỏi hả? Dạ, đó là lời của thầy chính phán. Sau khi xem tuổi của thằng Út và con nụ, em cũng thấy có cơ duyên. Chị có nhớ cái lần mà nó mới tới nhà mình tá túc không? Thằng Út được nó bồng là nín thinh, không có khóc ròng nữa. Ừ đúng rồi đó, mà ngộ thiệt chứ. Thằng Út khóc ngày khóc đêm, làm đủ mọi cách mà nó không nín. Vậy á mà hễ con nụ tới đưa tay ra ẩm là nó im re. Chắc nó hợp với thằng Út hay sao á. Nói mới nhớ nghe, trước đây ở bên làng của em á, em cũng chứng kiến một việc giống như vậy. Nhà đó có một thằng con trai đau ốm triền miên, chạy dại khắp nơi á mà không có khỏi bệnh. Sau này có người chỉ nên gia đình họ mua một đứa hầu gái về cho tảo hôn. Rồi không hiểu sao thằng nhỏ khỏi bệnh, ăn được, ngủ được, khỏe mạnh hồng hào. Thiệt vậy sao chị ba? Ừ.
Nếu như thằng Út lấy con Nụ mà được như vậy á thì tốt quá. Ông à, ông cho phép để tụi nó cưới nhau nghe ông. Nếu được như lời thầy nói thì tốt cho thằng Út quá. Còn cầm bằng không được á thì cũng có đứa ở hầu hạ cho nó. Vậy ý của mình thì sao? Mình có bằng lòng làm theo lời thầy chính không? Nếu làm vậy mà thằng Út khỏe mạnh thì mình cứ liệu vậy mà làm đi. Không có ý làm giận Ngộ. Nhưng mà tôi không muốn giận Ngộ nhận. Tôi muốn nói với Dần là... Ủa, Điền Quynh, sao Điền Quynh đứng đây làm bà một mình vậy? Dần mới đi chợ về hả? Dạ đúng rồi. Nhưng mà sao Quynh đứng đây? Tôi đứng đây để chờ Dần về đó. Chờ muội? Bộ Quynh có gì muốn nói với muội sao? Có chứ. Tôi mà Quynh muốn nói cái gì? Quynh nói cái gì mà ấp a ấp úng vậy? Quynh làm muội hồi hộp quá. Tôi muốn nói với Dần là hôm nay Dần cho tụi tôi ăn món gì vậy? Ủa, chờ muội về chỉ hỏi vậy thôi hả? Vậy mà làm muội cứ tưởng. Hôm nay á, muội cho các Quynh ăn cá kho tộ mướp xào nấm rơm. Món này thấy Điền Quynh ăn nhiều cơm nè, cho nên á muội cố tình làm đó. Đừng vậy hả? Còn nữa, muội có để dành cho Quynh một cái bánh, để có gì xế chiều muội đưa cho Quynh ăn xế nha. Dần à, Dần đừng có tốt với tôi như vậy, tôi cảm thấy ngại lắm. Có gì đâu mà ngại, muội tốt với Quynh là có ý chứ bộ. Dần à, tôi biết là Dần có ý với tôi, nhưng mà tôi với Ngô Đệ là hai người bạn thân và xem nhau như tri kỷ. Tôi không muốn làm Ngô Đệ buồn. Dần có hiểu tôi nói không? Điền Quynh nói vậy là sao? Tức là tấm chân tình của Dần dành cho tôi á, tôi sẽ thật trân trọng. Nhưng mà tôi không thể nào đáp lại được. Tôi nói như vậy á, Dần có hiểu không?
Tức là tôi không có ý làm cho Dần buồn, nhưng mà tôi sợ Dần bị ngộ nhận, sau này thì càng khó gỡ. Tôi rất là quý Dần, nhưng mà trong chuyện tình cảm thì không thể nào miễn cưỡng được. Điền huynh, Điền huynh nghĩ rằng muội có tình ý với huynh sao? Thì không có đâu, muội đâu có ý gì với huynh đâu nè. Ủa vậy thì tại sao Dần lại tốt với tôi như vậy? Ai nhìn vô cũng nói là Dần thích tôi. Trời ơi, đã nói là muội tốt với huynh là có ý mà. Ý đây á là nhờ huynh giúp đỡ cho muội. Huynh là thanh niên tuấn tú khôi ngô, nhưng không phải là người trong mộng của muội. Ý trung nhân của muội là người khác kìa. Thiệt hả? Dạ. Con gái mà thích ai rồi thì đâu có sổ sàng vậy. Muội á chỉ muốn nhờ huynh làm ông mai, cho nên á mới tốt với huynh như vậy đó. Là ông mai? Tôi nghe Dần nói tôi thiệt là nhẹ nhõm, nhưng mà nè, tôi ăn nói đâu có giỏi đâu, sao Dần lại nhờ tôi làm ông mai ông mối chứ? Chuyện này chắc chắn tôi làm không được rồi. Được mà, muội nhắm là được. Tại huynh á và ý trung nhân của muội rất là thân thiết, tình như thủ túc vậy đó. Huynh nói một tiếng sẽ hay hơn. Tình như thủ túc? Dạ. Huynh đâu có chơi thân với ai ngoài Ngô Đệ đâu. Hai đứa tâm đầu ý hợp, cho nên lúc nào... Hả? Cái gì? Đừng có nói là người trong mộng của muội là Ngô Đệ nha. Đúng rồi đó. Tiểu thơ nói làm sao? Cô Dần yêu tiểu thơ hả? Trời đất quỷ thần ơi, quần thoa mà lại đem lòng yêu phận má hồng, có điên đảo quá không? Đừng có la lớn, ta đang rối như tôm giò đây nè. Tiểu thơ, bây giờ tiểu thơ tính làm sao? Ta biết tính gì bây giờ? Phải tìm cách né tránh thôi. Né không phải là cách nha, nhiều khi làm vậy á là mang tội với cô Dần đó tiểu thơ ơi. Mong rằng tình cảm đó chỉ là nhất thời và sẽ tan biến dần đi. Ta không tỏ ý thì cô ta sẽ nản thôi. Em cũng mong là như vậy á. Nhức đầu quá, tháo tóc cho ta thoải mái một chút đi. Dạ. Tội tiểu thơ quá. Cô đã thấy rồi, tôi cũng không còn gì để biện minh, chỉ mong là cô hiểu và giữ bí mật này giúp tôi nghe. Chuyện bất đắc dĩ tôi mới làm như vậy. Tôi quý cô cũng như là trân trọng cái tình của cô đối với tôi, nhưng mà chúng ta sẽ là tỉ muội tốt, có được không cô Dần? Tại sao huynh lại là con gái chứ? Có phải kiếp trước tôi ăn ở ác lắm không? Mà sao kiếp này lại yêu phải một nữ nhi? Dần ơi là Dần, có mắt cũng như mù vậy nè. Cô Dần à, cô đừng có như vậy. Tôi sao cô lại là con gái chứ? Thôi, tôi xin cô mà cô Dần. Tôi xin cô. Cậu, coi chừng té cậu. Dạ. Hai đứa này ở đâu mà nhìn ngon cơm vậy?
Hai cậu Như không phải là mình đúng không? Ai? Đằng Sáu kia. Mày nhìn nó đâu không à? Hai nhỏ này á hả? Tụi nó ở bên làng bên. Chắc con nghĩ tụi nó qua đây kể lúa muốn á. À, dạ. Cậu ra. Hai em không phải người làng này đúng không? Đi đâu qua đây à? Dạ, tụi tôi đi cấy lúa dân công làng này ạ. À, cấy lúa làng này là cấy cho nhà ta đó. Vậy cậu đây là... Ta là cậu Hai Trương Gia. Làng này ai cũng thuê ruộng nhà ta để mần hết. Dạ, dạ. Thì ra cậu là cậu Hai nhà họ Trương đây hả? Đúng. Dạ, dạ, xin phép cậu Hai cho con về. Mày. Đi. Khoan đã. Cái gì mà gấp chứ vậy nè? Muốn về thì cũng phải cho cậu biết tên của hai em chứ đúng không? Dạ thưa cậu, từ đây về làng bên còn xa lắm, cậu cho tụi con về đi. Dạ, cho tụi con về đi cô Hai. Ê, tối thì ngủ lại đây, có sao đâu. Cậu sẽ tìm cho một nơi tá túc qua đêm, chăn êm nệm ấm cho, đừng có lo. Cậu Hai tha cho tụi con, tha cho con về. Cậu Hai, đừng mà. Đừng yên đó. Hai đứa, cậu Hai để ý như vậy là phải biết ngoan ngoãn nghe chưa? Đừng có để cậu Hai giận. Dạ. Đưa bạc cho tụi nó. Hai đứa mà làm cho cậu Hai vui đêm nay thì sẽ còn được thưởng nhiều hơn sau này. Đi cấy cả ngày ngoài đồng nắng chang chang như vậy có nhiều đâu. Cậu nói gì kỳ vậy cậu Hai? Nếu mà cậu cần, cậu đến Thanh Lâu tìm gái Lầu Xanh. Tụi tôi không phải. Con kìa, dẫn lên làm đẹp dữ thần không? Làm cho ta động lòng quá. Ta không thể nào chờ cho tối được nữa. Ta muốn nàng ngay bây giờ. Dạ, cánh cho cậu. Dạ. Đừng mà. Ôi trời ơi, liền nè. Mày đụng tới cậu Hai là mày coi chừng như mày. Hai, làm gì vậy? Mày, ai à? Cái thằng trả đánh mày dám đánh tao à? Mày. Em ơi. Hai cô, thôi chạy đi. Đi lẹ đi. Nhanh lên. Nhanh lên. Cảm ơn hai anh nhiều. Hai thằng mày. Cậu có sao không cậu? Dạ, dạ chào cậu Hai. Dạ. Hai thằng con, Việc này á, can dự gì tới tụi bay hả? Ồ, tụi bay muốn chết hay sao mà tự nhiên phá ngang xương vậy? Cậu Hai, sao giữa đường giữa xá ban ngày ban mặt mà tự nhiên lôi con gái tao vô bụi vậy cậu Hai? Cấm miệng. Tao cắt lưỡi mày đó. Tụi bay biết cái gì mà nói hả? Tao nghi tụi nó ăn cắp đồ nên mới lôi vô bụi để tra khảo, để lục xét coi. Tao biết rồi, tụi bay chính là đồng bọn cho nên mới tới đây để cứu cho tụi nó tháo chạy đúng không? Cũng lạ hay cậu Hai, con tra khảo người ta mà lôi người ta vô bụi được gửi áo đen người ta. Cậu Hai à, hay là tôi la lên cho bọn con tới coi cho vui nghe. Làng nước ơi, bây giờ cậu biết Hai liền họ Trương lôi tao vô bụi tra khảo kìa. Cắm miệng mày lại. Tao cắt lưỡi mày bây giờ. Cậu nhớ, cậu là cậu Hai của nhà họ Trương đó nha. Mỗi làng nước ơi, mới là con cậu ơi. Cậu Hai vợ Trương. Mày im chưa? Ôi trời ơi, vô bụi tra khảo nè. Im chưa? Cậu. Hai thằng bay nghe cho rõ đây, tao sẽ không bỏ qua vụ này đâu. Mày
Dữ đó, cả mày nữa. Dạ, cho con hai về. Về cậu. Mày chết mày như mày. Đen, mày có sao không? Không có sao. Chết mày như mày. Đen, mày có sao không? Tao không sao. Mày cũng ác thiệt. Cậu hai đang cao hứng, mày bắt cậu hai mất hứng. Nhìn cậu hai tức giống như bị bò đá vậy. Nè, chuyện này không giỡn chơi được đâu. Thằng này á, nó có tiếng là thù dai. Tao thấy cô gái gặp nguy hiểm bị ức hiếp như vậy nên tao mới làm liều. Chứ không á, tao cũng không muốn dây vào thằng này đâu. Sợ gì chứ, mình có làm gì sai đâu, mình giúp người ta mà. Thả kẻ ta đôi với quân tử còn hơn đắc tội với kẻ tư nhân. Bọn nó có quyền của thế, chuyện gì mà không có cũng biết thành có cho được. Tao thách nó nè, nhất là thằng ớt á, dỗi ra đây chơi ta đôi với tao. Mà cũng ngộ thì chứ, lâu nay á, tao có muốn dây vô tụi nhà hội trương đâu. Từ nhỏ tao đã không muốn gặp tụi nó rồi. Tụi nó đi bên đông, tao đi bên tây, vậy mà không hiểu sao đụng mặt tụi nó hoài. Không chỉ thằng hai mà còn thằng ba nữa, mặt thằng nào cũng khó ưa. Khi vụ mùa sắp bắt đầu, con phải chuẩn bị trâu bò để cày bừa. Nhớ nhất nước nhì phân, tam cần tứ giống. Cây lúa nước chỉ có thể mọc tốt khi lượng nước vừa đủ. Phải đắp bờ ruộng, dẫn nước theo kênh vào ruộng, rồi khống chế lượng nước cho bằng độ cao lối thoát nước. Dạ chào ông bác hộ. Ông đi thăm ruộng sớm gì? À, có cậu ba đi nữa. Chắc là theo ông học hỏi để sau này nối nghiệp của ông đi mà. Dạ chào cậu ba. Đen, chào ông bác hộ và chào cậu ba đi con. Nhờ ông cho mình thuê ruộng cày mà mình mới có cái ăn đó con. Đen, nói không nghe hả? Dạ. Tôi thiệt thất lễ. Tại vì nó bị lãng tai từ nhỏ cho nên nó không nghe. Mong ông thông cảm bỏ qua không bắt lỗi nó. Nhìn cậu ba đây thật là tuấn tú khôi ngô, có tư chất thông minh từ nhỏ nha. Chắc chắn sau này không bao giờ phụ lòng ông. Đúng là hổ phụ sinh hổ tử. Dạ. Năm nay mùa màng sao rồi? Dạ dòm cũng tươi tốt đó ông. Nhờ mưa thuận gió hòa, ông trời phù hộ nên hy vọng cuối mùa cũng có lúa để ăn thưa ông. Đất của họ Trương tôi là đất vàng đất bạc mà, ai nhận làm cũng đủ ăn đủ mặc quanh năm hết. Dạ ông ơi, ông nhà có khách nên bà kêu ông về. Ai vậy? Dạ con không biết nữa, nhưng mà giống người trên kinh lắm. Được rồi. Nhưng mà... Dạ được rồi, cháu cứ đi về tiếp khách đi, con ở đây chơi, lát nữa rồi con về. Thôi được, vậy cha về trước. Nụ, mẹ ở lại hầu hạ cậu ba nghe chưa? Dạ. Nè. Dạ ông về à? Đồ nịnh bợ. Đồ nịnh bợ. Đây, ăn nói gì kỳ vậy? Ông bụng, sao đánh lúa bên đây thấp hơn đánh lúa bên kia vậy ông bụng? Tại đám lúa bên kia người ta mới xuống thôi cậu à. Vậy sao? Vậy đi đường nào qua bên đó? Dạ đi đường này. Ủa, mà ai khai nước không chịu lấp lại ta? Nếu bây giờ cậu qua sẽ bị dơ chân. Để tôi dìu cậu qua nha. Đen à, qua biểu, con làm cái gì vậy? Qua đi, qua đi nè. Trời ơi. Đó. Nằm xuống, còng cái lưng xuống. Đúng rồi. Dạ mời cậu ba. Cẩn thận cậu ba. Rồi. Dạ. Thôi đi về. Đi. Đi. Hôm nay được ông Ngô chiếu cố ghé qua đó,
Trời ơi, tôi mừng lắm. Hổng rại hả? Tôi trông ông dữ lắm đó. Tại mấy bữa nay tôi bận tối mặt tối mày. Nửa đời người rồi vẫn còn cực, không được an nhàn như người ta. Cực gì á mà phải đếm vàng, đếm bạc, cất vào kho như vậy. Tôi có ý trong ông là vì có một kỹ nữ mới nạp. Cổ á là một kỹ nữ thôn quê á, mới vừa lớn, đẹp đẽ, khỏe mạnh. Ông mà gặp á là chắc chắn ông sẽ ưng bụng liền à. Bạch Diệp ơi. Thôi, khỏi. Tôi chỉ cần Lệ Chi thôi. Lệ Chi đâu? Sao không gọi cho tôi? Lệ Chi á, nó quen mặt rồi. Nên tôi muốn thay đổi người mới để ông thưởng thức. Bạch Diệp ơi, con ra hầu khách nè con. Lẹ lên đi. Nè, ông thấy sao? Tôi á, đặc biệt á, để dành để cho nó hầu hạ ông đó nha. Ông á, là người đầu tiên đó nha. Bạch Diệp nè, còn con á, nhớ làm cho ông Ngô vui vẻ. Bảo đảm á, là con không có thiệt thòi đâu. Dạ. Thôi đi. Lui ra. Tôi chỉ muốn Lệ Chi thôi. Ông Ngô à, chẳng lẽ cái con Bạch Diệp này á mà ông cũng không ưng mắt hay sao? Thôi được rồi, hay là để tôi kêu á Thủy Cúc hay là Minh Hương nó hầu hạ ông nha. Toàn là gái thôn quê không à. Lệ Chi đâu? Tại sao bà cố tình đẩy người khác để thoái thác Lệ Chi? Dạ, dạ thú thật với ông á là Lệ Chi nó đang có khách. Khách nào mà có đặc quyền hơn tôi? Nè, ông đừng có nóng giận, ông đừng có nói vậy. Ông á là khách quý ở đây, đâu có còn ai khác nữa đâu chứ. Nhưng mà hiện tại thì Lệ Chi á nó hầu rượu phòng bên cạnh, nên tôi không có dám réo ra đây. Nếu mà ông cần Lệ Chi á thì xin ông chờ một chút nha. Cái gì? Tôi phải chờ sao? Đó là Dương Tôn công tử nhà nào? Hay là Hào Phú bá hộ nào? Lại có Diễm Phúc được Lệ Chi hầu hạ? Dạ, dạ người đó ông cũng biết mà. Là ai? Để tôi qua đó coi. Thế nào? Trời ơi, làm sao bây giờ đây? Trời ơi là trời. Lệ Chi đâu? Lệ Chi. Nè. Dạ thưa ông Lâm, ông Ngô tới đây là có ý là để Tôi tới đây á là muốn để chào hỏi ông. Nghe nói ông ngồi bên này nên muốn qua mời ông chung rượu. Bà chủ nè, bàn tiệc của ông Lâm để tôi mời. Bà cứ tính hết cho tôi nha. Không dám. Tôi nghĩ ông nên tặng tiện trong lúc này, vì ông đang cần bạc hơn tôi. Nè bà chủ. Dạ. Bàn tiệc của ông Ngô bên kia cứ để cho tôi đãi hết. Dạ, dạ cảm ơn ông ạ. Sẵn gặp ông ở đây, tôi muốn hỏi về vụ thương thuyết giữa tôi với ông hôm trước, coi ông đã quyết định như thế nào rồi. Thật ra thì bán đi đoàn thuyền buôn tôi cũng tiếc lắm. Ông Ngô à, việc buôn bán đoàn thuyền đi buôn của ông đó chỉ là chuyện nhỏ, chúng ta sẽ bàn vào dịp khác. Tôi đang bận tiếp khách bàn chuyện lớn hơn, vì vậy tôi sẽ hẹn lại ông dịp khác. Dạ, nếu ông nói vậy thì tôi không làm phiền nữa, xin phép cáo lui. Thiệt là thất lễ, nếu có chuyện gì mong công tử bỏ qua cho. Không sao, không sao. Vậy chúng ta vẫn bàn tiếp việc cũ chứ. Tức. Thật là tức mà. Còn tôi không ra gì. Bà chủ. Bà chủ đâu?
Dạ dạ dạ. Ông Ngô gọi tôi. Người đang gọi ông Lâm bên kia là ai? Mà có vẻ ông Lâm súng xích nể trọng vậy. Dạ, đó là cậu ba nhà họ Trương ở làng kế bên á. Ông Trương mất để lại điền sản trù phú. Nghe nói cậu ấy tiếp quản cái cơ ngơi đó. Đúng là mấy tên công tử thừa hưởng gia sản cha mẹ để lại. Toàn phá gia chi tử. Biết gì mà mần ăn chứ. Chắc là đang bị họ Lâm bày vẽ phá phách rồi. Tôi nghe nói cậu ấy rất là giỏi giang, mà rất là chí thú làm ăn. Cậu ta đã từng mua lại nhiều xưởng và chành lân cận rồi. Nhiều thương gia đến đây nhắc tới Trương công tử là với sự ngưỡng mộ. Trương công tử tuổi trẻ mà tài cao. Hôm nay cậu ta với lại ông Lâm gặp nhau, chắc là cũng bàn chuyện làm ăn gì đó. Thật vậy sao? Tuổi trẻ tài cao sao? Cậu ta tên gì? Dạ, Trương Trung Điền. Nè, bà nói làm tôi hơi tò mò về cái cậu họ Trương này. Nè, bà có cách nào cho tôi biết về thân thế họ Trương không? Ừ, tôi sao? Làm sao tôi có thể làm được chứ? Có chuyện gì mà bà không thể làm? Ừ. Ý, vậy giờ ông muốn tôi làm gì? Nhà cô ở làng nào? Cô đi với ai tới đây? Tôi đi với tía má tôi. Tía má tôi kêu tôi đứng ở đây chờ nè. Mà tôi chờ miết à, tôi không thấy tía má tôi quay lại để đón tôi. Vậy cô đứng đây chờ bao lâu rồi? Đâu có lâu gì lắm đâu, mới có 10 năm mà. Trời đất ơi, chờ 10 năm? Cô nói chơi phải không? Nhưng mà cô tên gì? Tôi tên gì hả? Thì anh thích gọi tôi tên gì thì anh cứ gọi thôi. Hiểu rồi. Gặp thứ dữ rồi, chắc không được bình thường rồi. Thôi thôi đừng có khóc nha. Bình tĩnh vui vẻ nha. Bây giờ vậy nè, tôi dẫn cô lên đình gặp mấy ông trên làng xã để mấy ông đó giúp cô nha. Không được, tía má tôi dặn á là tôi phải đứng ở đây để chờ tía má tôi lại rước, không có được đi theo người lạ. Cô ơi, cô gặp tôi là mai phước đó. Tôi thiệt lòng muốn giúp cô mà. Cô theo tôi đi nha. Đi. Không được, tôi không có đi theo anh đâu. Tôi ở đây chờ tía má tôi. Không biết con gái nhà ai mà lang thang ở đây, tâm trí thì không được tỉnh táo, lỡ gặp kẻ xấu không biết tính sao đây. Nếu mà có ai làm gì cổ thì thật là tội nghiệp. Thôi được rồi, cô theo tôi đi. Đi. Anh làm gì vậy? Anh tính dắt tôi đi đâu vậy? Tôi đã nói tôi không đi rồi mà. Tôi ở đây tôi chờ tía má tôi. Tía má cô trên đó hả? Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Cô đừng có khóc nữa mà. Đừng có khóc nữa. Người ta nhìn vô tưởng tôi ức hiếp cô đó. Đừng có khóc nữa nha. Hả? Tôi ức. Đi với tôi. Đi. Cô la nữa mà. Cô. Nè,
Thôi hôm nay cô ngủ đỡ đây đi ha. Rồi sáng mai tôi dắt cô đi tìm tía má cô. Còn không á thì tôi đưa cô lại lên làng xã. Làng xã? Ừ. Thiệt, thiệt tình đó. Dắt ra làng xã thì mấy ông đang đi đám ở bên làng bên đó, không ai chịu nhận hết. Thôi hôm nay cô tạm đây đi, rồi ngày mai đưa cô lại lên đó để kêu họ tìm cách giúp cô ha. Tiếng gì kêu vậy ta? Cái bụng tôi kêu đó. Cô đói bụng rồi phải không? Không, không có đói bụng. Tại vì cái bụng tôi nó vui cho nên nó cười. Hả? Cái bụng cô vui nên cười hả? Được rồi, vậy thôi để tôi cho cái bụng vui của cô ăn nha. Ủa vậy là mình được ăn hả? Ừ. Nhưng mà không có được đâu. Ủa sao hả? Ăn xong rồi á là cái bụng của tôi nó sẽ khóc đó. Trời ơi, cái bụng của cô nhiều cảm xúc vậy luôn hả? Ừ. Thôi cô ngồi đây đi nha, đừng có đi đâu bậy bạ nha. Tôi kiếm gì cho cô ăn. Ha. Tự nhiên rước cái của nợ này chi không biết gì nữa. Rồi đợi chút xíu đi. Khoai chín rồi nè. Nè nè cô gặp gì nè? Nóng. Cô ăn đi. Bụng của tôi á nó nghe thơm nó vui rồi nè. Cười. Bụng cô ngộ ha. Nè ăn từ từ thôi, cô chừng phỏng đó. Ăn đi, ăn đi. Nè món này tôi ăn hoài à, ngon lắm. Nè cô ăn củ đó rồi ăn luôn củ này đi cho nó no, cho cái bụng của cô nó vui nha. Cho tôi ăn nè, nhưng mà hổm dài á không có ai nướng cho tôi ăn nữa. Sao kỳ vậy? Thì tía má tôi chết rồi. Từ lúc gặp cô tới giờ không biết khi nào cô nói chơi, khi nào cô nói thiệt nữa. Thôi giờ vậy, tối nay á cô chịu khó ngủ đây đi. Tôi sẽ nằm ngoài đống rơm tôi canh chừng nè, không ai dám hại cô đâu. Rồi tới ngày mai á thì tôi đưa cô lên làng xã nha. Quên nữa, cô tên gì vậy? Cô tên gì á? Ủa cô không có tên luôn hả? Hay là cô quên? Còn tên... đúng rồi, mà cũng phải tên tôi nữa. Là sao tôi không hiểu? Thì ai muốn gọi sao gọi, mà ai sinh ra mà không có tên đúng không? Mà anh tên gì vậy? Tôi hả? Tôi tên Tèo. Tèo. Anh Tèo hay quá ha. Anh Tèo bò cho tôi cười đi. Cái gì? Cái gì cô? Trời cái gì vậy? Trời cho tiếng bắt con làm con bò vậy? Ây da. Tiếp đi. Cái gì vậy? Hả? Ở trời. Ây da. Tèo gì á? Tèo. Tèo. Ê, ê, mày đừng có nghĩ bậy nha. Tao không có làm gì cổ hết. Tao chỉ cởi cổ thôi à. Không phải, cổ cởi tao. Không phải, ý tao không phải như vậy. Ý tao là, tao thấy cổ ngoài đường, tâm thần không có được bình thường, nên là tao đưa cổ lên làng xã, mà không ai anh trễn nhận hết, nên là tao đưa cổ về đây, rồi ngày mai tao đưa lên làng xã lại.
Cổ bắt tao làm con bò cho cổ cởi. Mày không tin mày thử nói chuyện cổ coi. Đầu óc không có được bình thường. Tôi không chịu đâu, tôi không chịu đâu. Gì vậy? Tôi không chịu đâu, tôi không chịu đâu. Không chịu. Nè, Teo à, chắc là ông trời thấy mày trội trội của mình, cho nên ông mới khiến xui cho mày gặp cô gái đó. Rồi nên duyên chồng vợ giống như là tích xưa vậy đó. Mày nói xàm gì vậy mày? Mày đừng có ghẹo tao. Tại tao sợ cổ đi bậy, rồi gặp anh hai nhà họ Trương hãm hại cổ, nên tao mới dắt cổ lên làng xã. Ai về đến đó không gặp ai, mà thấy cổ tội nghiệp không, nên tao mới dẫn cổ về cho ngủ một đêm ở đây. Hồi nãy tao nói mày nghe rồi mà. Thì đó, thì ông trời khiến xui nhân viên chứ còn gì nữa. Nhân viên cái giống gì? Cái cô này á, tâm trí không được bình thường. Tao không hiểu sao tự nhiên tao dính vô cục nợ đời này chi không biết nữa. Mày cửa gì mày? Tao e là mày với cổ có căn duyên vợ chồng với nhau đó. Mày không có giỡn vậy nha mày. Mệt quá, ngủ đi. Ê đây nè. Gì vậy? Thằng này, mày mày tính vô đó ngủ hả Tèo? Thằng này, mày chưa làm lễ ra mắt ông bà tổ tiên, tính đồng phòng sao mày? Cái thằng này ăn nói hồ đồ quá nha mày. Tao xích qua đây để tao nằm tao ngủ thôi. Tao nói chơi thôi, chứ không có ý gì nghe mày. Thôi, ngồi đây đi. Lại ra dạy liền với tao rồi hả ngủ. Tối nay á, cứ để cô ngủ trong chòi đi. Tụi mình cũng đỡ ở đây. Sáng mai, tao với mày đưa cô lên làng xã. À, mày không có chọc tao với cổ nữa nha mày. Biết rồi, tao chỉ dẫn chơi thôi mà. Nè, Tèo Tèo. Vậy đó đông kia, trưa trời trưa trật rồi. Vậy đi. Tôi hôm nay chắc tao không ra đồng đâu mày ơi. Để tao kêu cô đó dậy, dắt cô ra làng xã. Cô ơi, dậy hả? Cô ơi, cô bị sao vậy? Cô ơi, Tèo, xảy ra chuyện gì vậy? Tao đâu biết gì đâu, thức dậy là cổ vậy đó. Cô bị tỉnh lên kia. Cô quay á, dám làm chuyện tại chợ này sao?
Giữa thanh thiên bạch nhật như vậy, tụi bay dám dụ dỗ con gái nhà lành hả? Cái gì vậy? Ất, mày đừng có vu oan giáo họa cho tụi tao. Hôm qua tao thấy tâm thần của cổ không có được bình thường, nên tao cho cổ ngủ đỡ, rồi sáng nay tao định đưa cổ lên làng xã nè. Nè, mày đừng có lấp liếm cái tội lỗi của mày. Mày thấy con gái người ta bị mất trí như vậy nên mày dụ dỗ đúng không hả? Mày á, làm chuyện bất nhân còn chối nữa hả? Nè, mày coi nè, mặt mày tay chân của cổ bầm xanh bầm tím hết, như vậy cũng đủ tố cáo hai đứa bay là loại thú tính rồi. Nè, mày đừng có ngậm máu phun người, tao cũng đang muốn biết là đêm qua xảy ra chuyện gì đây. Đêm qua chỉ có cổ và hai đứa bay ở trong chòi, như vậy cũng đủ tố cáo hai đứa bay mặt đúng người không bằng giả cứu rồi. Bắt con nhỏ mới của chúng sư tôi nghe đúng là đồ cặn bã. Mọi người ơi, mau qua đây bắt hai thằng này lên làng xã. Ừ, đúng rồi, cái này mọi người làm gì vậy? Mày lên lấy con ra, mày quán ba, mày quán ba, chạy nó đi, 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 chạy nó đi. Đây, lễ chi của ông đây. Hôm nay tôi không hứng thú, kêu cô ấy ra ngoài đi. Đi đi. Nè, vậy hôm trước tôi nhờ bà việc dò la thân thế, gia cảnh của họ Trương ra sao rồi? Tôi có tin rồi. Ông cứ từ từ nhấp chén rượu thông thả rồi tôi kể cho ông nghe. Ông bá hộ Trương Vinh Hiển có 4 bà vợ và 4 người con trai. Cậu hai á, là Phong Điền, con của bà hai. Còn người ông gặp hôm trước á, là Trung Điền, là cậu ba, con của bà ba. Tuy là thứ nam nhưng được giao quyền cai quản toàn bộ điền sản họ Trương, đúng chúc thư của ông bá hộ để lại. Trong nhà chỉ có cậu hai đã lập gia thất, còn lại á thì chưa. Còn cậu Tư á là Phúc Điền, con của bà Tư á, theo nghiệp đèn sách. Cậu Út á là Bảo Điền, là con của bà Năm, mới có 10 tuổi à. Còn nữa, cậu ba tuy đến tuổi lập gia thất nhưng mà cứ lấy cớ bận công chuyện để mà thoái thoát. Mặc dù bà ba đó đánh tiếng tìm người khắp nơi để mai mối. Nè, như vậy có đủ chưa? Ông cần hỏi thêm nữa không? Tôi cũng đã dò la biết được nhiều xưởng chành lớn ở trong trấn cũng bị cậu ta mua hết. Hèn chi ông Lâm mới làm thân và nể trọng cậu ta tới như vậy. Thì đó, tôi đã nói với ông hôm trước rồi, cậu ba nhà họ Trương đang có nhiều người cầu cạnh, làm thân lắm. Đúng là tuổi trẻ tài cao, mà cậu ta cũng đặc biệt lắm mà nha. Đặc biệt thế nào? Những lần vào thanh lâu này, cậu ấy chỉ ngồi uống rượu, lầm lầm lì lì bàn công việc, chứ không có muốn cô gái nào mà hầu hạ làm phiền. Bọn con gái thanh lâu cứ đứng ở ngoài nhìn lén rồi ngưỡng mộ nha. Có một đứa nào mà được lại gần đâu. Tụi nó kháo nhau á, cậu ta đáng mặt nam nhi, chỉ lo chí thú làm ăn, không háo sắc, cũng không có chơi bời. Ai mà làm vợ cậu ta chắc á là đã tu chính kiếp rồi đó nhau. Nè, bà có cách nào sắp xếp cho tôi gặp cậu ấy một lần không? Nhớ đừng cho ông Lâm biết điều này. Được rồi, tôi sẽ cố giúp ông. Tèo, Đen, hai đứa mày nghe tao hỏi nè. Cớ chi tụi bay gây ra chuyện đốn mạc với cô gái tật nguyền? Cái tội này đáng bị đấm gông và thích chữ lên mặt tụi bay biết không?
Dạ thưa ông Hương cả, mong ông tra xét cho tận tình. Tụi tôi không có hại cổ. Tụi bay không hại nó thì ai hại? Chớ mày có biết cô gái này bị mất trí không? Dạ biết. Lúc trò chuyện với cổ, tôi thấy cổ nói năng không được bình thường. Dạ bẩm quan. Dạ mời quan ngồi. Dạ bẩm quan huyện, làng có chuyện nên tôi sai tụi nó lên bẩm báo với ngài. Mời ngài tham gia phán xét cho công minh mọi lẽ. Ông cứ làm tiếp việc tra xét, đừng làm gián đoạn buổi xét xử. Bẩm dân à. Đen, mày nghe tao hỏi. Mày biết nó bị mất trí mà mày vẫn đưa nó về chòi hả? Sao mày không đưa nó lên làng xã trình diện? Từ đầu mày đã có ý đồ đê hèn có đúng không? Dạ thưa ông Hương cả, tôi không có ý đồ gì hết. Tôi không có ý đồ hại cổ. Tôi có đưa cổ lên làng xã để gặp mấy ông, nhưng mà không có gặp được. Tôi có gặp anh Tý, anh có nói là các ông bận đi ăn đám bên làng bên, ngày mai mới về. Có gì ngày mai lên rồi gặp. Tý. Dạ. Mày ra đây. Dạ. Anh Tý, những gì thằng Tèo nói á đúng không? Dạ. Cả ngày hôm qua con đâu có lên làng xã mà gặp nó. Anh Tý, anh nói láo. Rõ ràng anh thấy tôi dắt cô gái này lên làng xã mà, anh còn nói tôi mai hãy quay lại. Tại sao anh vu oan tôi như vậy? Tại sao anh nói dối vậy? Đúng rồi, con cũng thấy anh mà. Không tin mấy ông hỏi cổ đi. Như vậy là đã rõ rồi. Trời ơi, sao lại oan ức tới như vậy? Dạ. Mày nói cho mọi người ở đây biết, lúc mày tới chòi mày đã thấy những gì, coi tụi nó có bị oan ức hay không. Dạ. Dạ thưa cậu. Dạ thưa các ông. Cái lúc tôi tới chòi thì thấy hai người này nè, còn ngủ say, còn bình rượu thì nằm lăn lóc ở dưới, còn cô gái này á thì nằm trong góc la hét khóc lóc thảm thiết, quần áo thì lại rách bươm như vậy nè. Việc này đã quá rõ ràng. Đêm qua hai tên này đã uống rượu say đến nỗi mất hết nhân tính, rồi làm chuyện đồi bại với cô gái loạn trí. Sao tụi bay tàn nhẫn quá vậy? Ông Hương cả, theo lệ làng thì ông tính sao? Bẩm ngài, theo lệ làng căng ra đánh mỗi đứa 100 trượt thích chữ lên mặt, dẫn đi vòng vòng để cho mọi người lấy đó làm gương. Sau đó xuất khỏi làng, bắt tạp dịch 5 năm, cấm không cho quay về làng nữa. Trời, tôi bị quan mà. Vậy thì cứ tuân theo lệ làng mà làm. Sau khi trừng trị bọn chúng, nếu bọn chúng không phục, cứ việc lên nha môn kêu quan. Lúc đó thì ta sẽ mở công đường xét xử. Nhưng mà nên nhớ, có nhân chứng vật chứng rõ ràng thì lên đó sẽ bị thêm tội quấy rối công đường, hình phạt sẽ càng nặng hơn. Chúng tôi bị quan bà. Tôi bị quan. Chúng tôi bị quan. Quan. Rõ ràng. Quan quyện à. Chúng tôi bị quan. Tôi bị quan bà. Chúng tôi không có làm chuyện đó. Tôi bị quan. Chúng tôi bị quan mà. Tôi bị quan. Tụi bay đâu? Giam tụi nó lại. Sáng ngày mai đem ra đánh 100 trượng. Tôi bị quan. Chúng tôi không có làm. Tôi bị quan. Chúng tôi bị quan mà. Thật sự là không có làm gì mà. Quan chỉ gì đó, còn không quan đó, thấy không? Anh làm vậy anh đi. Chúng tôi không làm chuyện này mà. Nè, bà có chắc là cụ ta tới chứ? Ừ, chắc chứ. Bà đã nói thế nào? Tôi nói á là ông muốn gặp cậu ấy, và ông muốn á nhờ cậu ấy một việc, là ông á đang muốn thương lượng mua bán với ông Lâm đó. Rồi cậu ấy nói sao? Cậu ấy nói có phải là ông này đã gặp hôm trước rồi không? Rồi tôi hẹn hôm nay gặp ông, cậu ấy nhận lời liền. Cậu ta còn nói gì nữa không? Cậu ta đó
kiệm lời lắm. Cậu ba vô. Dạ dạ, đây là ông Ngô. Dạ chào à. Cậu. Chào ông. Nè, bà ra ngoài đừng cho ai vô nữa nghe. Dạ dạ. Mời cậu ngồi. Dạ đây. Mời cậu. Nghe danh cậu đã lâu, hôm nay mới hân hạnh được tiếp chuyện. Có phải công việc giao thương của ông đang gặp khó khăn nên ông có ý định bán lại đoàn thuyền và mối lái cho ông Lâm không? À, chẳng giấu gì cậu, dạo trước thuyền bè bị sóng gió to nên chìm hàng hóa của bạn. Tôi phải đền bù khá nặng, họa vô đơn chí. Như vậy là ông Lâm chỉ đưa giá bằng phân nửa giá của ông đưa ra phải không? À, ông ta biết tôi đang thế bí nên ép giá. Chứ thật ra thuyền bè tôi vẫn còn tốt, giá lại đang vận hành rất tốt kia mà. Vậy là ông tìm tôi để thương lượng giá cao hơn. Ông không nghĩ ông làm như vậy là làm chuyện thất tính với ông Lâm sao? Tôi biết cậu rất là nghĩa khí, không làm gì mờ ám sau lưng. Nhưng thiệt tình á, là tôi bị ép giá quá nên tôi không cam tâm. Là người làm ăn á, chắc cậu cũng biết lợi nhuận hàng tháng của đoàn thuyền bè là không nhỏ. Tôi rất tiếc tôi không thể mua thuyền bè của ông được, bởi vì ông và ông Lâm đang thương lượng. À, tôi hiểu, nhưng mà... Nhưng mà tôi có thể mua lại quyền làm chủ của đoàn thuyền, còn quyền vận hành vẫn là của ông. Lợi nhuận thì chúng ta sẽ chia đôi. Như vậy ông sẽ tránh bị phát mãi và cũng giúp cho ông như hổ mọc thêm cánh. Nếu như ông ưng thuận, chúng ta có thể làm khế ước rõ ràng quyền và lợi của đôi bên. Nhưng mà lợi nhuận chia đôi thì... Hey, điều tôi đưa ra vẫn tốt hơn là ông bán đổ bán tháo cho ông Lâm. Ông cứ cân nhắc cho kỹ đi ha. Vậy cậu không sợ ông Lâm sẽ lời ra tiếng vào, cho là cậu thừa gió bẻ măng à? Đã ra đời làm ăn, lợi nhuận sẽ đặt lên hàng đầu. Không có chữ nghĩa khí hay bằng hữu gì xen vào đây. Ông cứ suy nghĩ đi, 3 ngày nữa trả lời cho tôi biết. Chào ông. Trương công tử đúng là thiệt đặc biệt. Tụi bay tìm ở đâu ra con nhỏ này vậy? Dạ, con nghe lời cậu dặn á, con qua làng bên vào thanh lâu tìm nó. Bà con công nhận nó nhập vai đến không ngờ. Chính con là người thuê nó nè, mà nhiều lúc á nó khóc quá làm con cũng muốn khóc theo luôn. Mày làm quá. Dạ. Tụi mày cũng ra tay mạnh bạo quá đà. Coi bộ con nhỏ cũng đau lắm. Ừ, thì mình phải làm thiệt cho mọi người tin chứ cậu. Tụi mày giỏi lắm. Dạ. Mà ai biểu nó dám đắc tội với cậu hai của nhà họ Trương. Nè, tụi con chỉ thay trời hành đạo thôi. Kỳ này á, cho nó biết thế nào là nhục nhã vì bị lưu đày đi biệt xứ cho đáng đời hai cậu ha. Cậu. Tao đã nói rồi, thằng nào dám nghịch ý tao thì đừng hòng sống yên ổn. Tao muốn chứng kiến hai thằng đó phải tan xương nát thịt thì tao mới hả dạ. Dạ, đúng rồi cậu. Cậu. Ông Ngô à, việc buôn bán đoàn thuyền đi buôn của ông đó chỉ là chuyện nhỏ, chúng ta sẽ bàn vào dịp khác. Tôi đang bận tiếp khách bàn chuyện lớn hơn, vì vậy tôi sẽ hẹn lại ông dịp khác.
Nhưng mà tôi có thể mua lại quyền làm chủ của đoàn thuyền, còn quyền vận hành vẫn là của ông. Lợi nhuận thì chúng ta sẽ chia đôi. Như vậy ông sẽ tránh bị phát mãi, và cũng giúp cho ông như hổ mọc thêm cánh. Nếu nhau ngân thuận, chúng ta có thể làm khế ước rõ ràng quyền và lợi của đôi bên. Cậu ba tuy đến tuổi lập gia thất, nhưng mà cứ lấy cớ bận công chuyện để mà thoái thoát. Mặc dù bà ba đó đánh tiếng tìm người khắp nơi để mai mối, cậu ba nhà họ Trương đang có nhiều người cầu cạnh, làm thân lắm. Đúng là tuổi trẻ tài cao. Nếu không muốn bị đứt tay thì ta phải nắm đằng cán. Lúc đó xem kẻ nào dám coi thường Ngô Gia Trang này. Tôi thề con có trời đất chứng giám, tôi không có làm cái chuyện tội bãi đó. Cái thằng mày đứng đầu là đúng rồi. Hai đứa mày mau phải nhận tội đi. Đánh chắc nó chết quá. Đánh như vậy tội nghiệp quá, làm sao mà chịu nổi chứ. Đúng vậy. Ta vô tôi đi mà. Không có kêu quan nữa, đừng có ngoan cố. Đánh cho đến khi nào nó điểm chỉ. Mau điểm chỉ vô đây rồi nhận tội đi. Tôi không có làm. Đúng rồi. Tại sao bắt tôi nhận tội? Tôi không điểm chỉ gì hết á. Tụi bay mà không có tội hả? Đánh tụi nó cho tới khi nào điểm chỉ thì thôi. Đánh. Nhận tội cho rồi chứ để vậy bị đánh chết luôn đó. Đúng rồi, vậy nhận tội luôn đi. Tao có thù oán gì với mấy đứa nó đâu mà đánh đập tra khảo tao dữ vậy chứ. Làm như nó mượn chuyện này, nó quýnh vô đá nữ thì có. Chuyện người ta không làm mà nó bắt ép người ta làm là sao? Đúng là quân bất nhân. Ý nhà giàu hiếp đáp kẻ thế cô. Mày có sao không Tèo? Đau chứ. Mày có sao không? Nếu có đau thì mày la lên cho đỡ đau. Mày im vậy chịu sao thấu. Mày đừng nói nhiều quá làm gì. Có người muốn tụi mình chết, có kỳ quan á cũng ăn thừa thôi. Mày nói vậy làm sao? Cô mày biết chuyện gì hả? Mày không nhớ lúc vừa tới chòi á, thằng Ất nói gì sao? Đúng rồi, nó vừa mới tới chưa nhìn rõ sự việc, nó la hoài quái lên kết tội tụi mình, làm như nó biết trước không bằng vậy đó. Vì nó làm những việc đó cho nên nó mới rành rẽ như vậy. Má nữa, vậy thằng chó Ất nó gài mình. Đúng vậy, thằng chủ nó mới là kẻ đứng sau ném đá vô tay. Thằng Ất á chỉ là con chó thôi. Con chó? Con chó mày chửi ai hả? Ất hả mày hả? Ất mày chửi tao hả? Tèo à, Tèo. Coi vậy mà tụi bay cũng có trí chứ bộ, đâu có ngu như tao tưởng. Nhưng tiếc là tụi mày á đón ra quá trễ rồi. Hả? Tao đã cảnh cáo tụi mày, đụng đến Trương công tử này thì chỉ có một màu đen tối thôi. Tụi mày biết chưa? Hạng cùng đinh như tụi bay mà cũng muốn đấu với tao sao? Trí cái gì? Chẳng qua là mấy cái trò của tụi tiểu nhân đê tiện thôi. À, cái thằng này mày bị đánh chưa thông đúng không? Còn dám hỗn với Trương công tử nữa hả mày? Mày đáng chết, mày đáng chết, cho mày chết nữa. Mày có sao không Tèo? Tao không sao. Giờ sao? Mày thích hỗn với Trương công tử nhà tao lắm hả? Hả? Hả mày? Tao có làm gì đâu mày đánh tao. Tại vì tao đánh nó không là, tao đánh mày mày là, nên tao thích đánh mày được không? Đúng là đồ bệnh hoạn mà. Mày theo thằng chủ của mày không ra gì, thế mày cũng là súc vật giống như nó. Chửi hả mày? Mày chửi, chửi, chửi nè. Cho mày chết nè con. Cho mày chết nè. Mày chửi hả? Đen, Đen ơi,
Mày đừng có chửi nữa, nó quýnh tao chết tao rồi nè Đen ơi. Hai đứa mày á dám chọc giận Trương công tử, tức là tụi bay đang đụng tới ông trời con rồi đó, biết chưa mày? Hả? Nghe chưa mày? Nè. Hả? Mày dừng tới lại. Dạ. Có đánh á thì cũng đừng có đánh nó chết, có chết thì cũng phải chết từ từ, nó chết sớm quá thì lấy ai ra làm trò cho tao coi đây hả? Dạ. Mày ý thế hiếp đáp đàn bà con gái cho nên tao ra tay bên vực họ, vậy mà mày sanh lòng thù oán, bày mưu tính kế hãm hại tụi tao. Mày đúng là đồ mặt hàng mà, tao không điểm chỉ đó của tụi bay làm gì tao? Đúng rồi cậu hai, nếu mà tụi nó không điểm chỉ á thì sao mình kết tội được tụi nó? Mày đúng là ngu thiệt. Không điểm chỉ thì đánh cho tới khi nào nó điểm chỉ thì thôi, hiểu chưa? Mày điểm chỉ, điểm chỉ, điểm chỉ cho mày hả? Trời, mày có giỏi đánh tao nè, đừng đánh thằng Tèo nữa. Đánh mày hả? Mày hả? Đánh thằng này ngon Tèo. Tèo hả? Được rồi, dừng lại đi, tao điểm chỉ. Mày vừa nói cái gì đó? Tao sẽ điểm chỉ, tha cho nó đi. Mày nói lớn cho tao nghe coi. Tao điểm chỉ nhận tội, mày tha cho thằng Tèo đi. Mày nhận tội gì? Tao sẽ thú nhận là kẻ đã giở trò đòi bại với cô ghét. Tèo, tao không thể để cho mày chết được. Cậu hai, tôi xin điểm chỉ nhân tội với một điều kiện. Bây giờ mà mày còn đòi điều kiện với tao sao? Tôi điểm chỉ với điều kiện, với một mình tôi nhận tội. Đừng đen. Đừng hả mày? Tôi đồng ý điểm chỉ, nhưng mà tôi nhận tội một mình tôi. Cậu tha cho thằng Tèo đi. Đừng. Mày cao cả ghê ha. Tèo, mày có một thằng bạn thật là tốt đó nha, làm tao cảm động muốn rơi nước mắt. Được, tao đồng ý, nhưng mà tao cũng có điều kiện. Tha cho thằng Tèo cũng được, nhưng mà nó phải làm sao để thể hiện cái thành tâm hối lỗi của nó đối với tao. Mày muốn thằng Tèo làm cái gì? Ất. Dạ. Cởi trói cho nó. Đi lấy đồ cho tao. Tao giết mày Ất, tao giết mày, tao giết mày, tao giết mày, giết mày, giết mày, mày dừng lại đi, tôi mày chết, tao sẽ tôi mày chết mà. Mày hả mày? Tao à, mày có sao không tao? Nó liều quá cậu. Tao. Đem ghế ra cho cậu. Mày. Nó liều quá cậu. Mày nhìn đi. Cái thứ hổ lốn này là tao sai người lấy ở quán ăn về để cho chó nó ăn. Nếu mày dám thò đầu vô đó gặm một cục xương ra rồi chui qua háng của tao, sau đó giả thành chó sủa ba tiếng gâu 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 thì tao sẽ tha cho mày. Tao, mình nghèo chứ không chịu nhục như vậy, mày đừng có làm. Mày không dám hả? Cái thứ nghèo hạ tiện như tụi bay có khác gì đâu bỏ đi như đống rác này đâu mà còn sợ nhục sao? Tèo à, tao hỏi tụi bay nè, bây giờ mày sợ nhục hay là muốn chết? Nếu như mày chịu làm theo ý của tao thì tao sẽ tha cho mày hả? Sao? Tèo, mày đừng nghe lời tụi đó, không được chịu nhục như vậy. Mày không được làm chuyện đó, tao nói mày không được làm. Được. Hả? Tao làm. Mày không được làm. Tao. Mày đừng có làm. Tao biết mày là bạn tốt của tao, nhưng mà lần này tao sẽ không nghe lời mày đâu. Tèo à, Tèo, đừng, đừng. Sao? Làm đi. Mày làm đi. Hả?
Làm đi, làm đi. Mày làm đi, tao sẽ tha cho mày. Gầm đi, người ta thả mày về. Theo. Làm đi, làm mà. Tao sẽ thả mày về. Theo. Gầm đi. Theo. Đừng, đừng. Theo. Tôi gầm kìa. Chui đi, chui qua mày, chui qua đi, chui 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 đi, chui qua đi mày. Rồi tao sẽ tha cho mày. Ôi ôi, nó chui kìa, nó chui kìa. Chui rồi. Gấu. Sủa đi, sủa đi. Gấu. Gấu. Tôi đã làm đúng ý của cậu rồi. Bây giờ cậu tha cho tụi tôi đi. Tao chỉ nói chơi thôi mà. Mà mày làm thiệt hả tẹo? Hai đứa bay phạm tội cả làng này ai cũng biết. Tao đâu có quyền hạn gì mà tha cho tụi bay. Tao thương khốn nạn. Mày, khốn mày... nạn. Khốn nạn. Khốn nạn. Mày mày đúng là đồ khốn nạn mà. Gọi nó lại. Cốt mà lỏng dây nó trốn thoát, tụi bay có chịu tội tha cho nó không? Nè, làm cái trò gì vậy? Dừng lại hết coi. Có chuyện gì mà chú ba phải ra đây vậy? Điền ơi, Điền, con sao không con? Con sao không con? Cậu hai, tôi lại cậu hai, tôi lại cậu hai. Cậu làm ơn làm phước, tha cho con tôi đi. Tại nó ngu nó dại, nó lưỡng xác, mà nó không biết phải quý, nên chọc giận cậu. Tôi xin cậu, hãy nghĩ tình chủ tớ mấy lâu nay, mà tha thứ cho nó lần này đi cậu. Thì ra ông chạy tới cầu cứu chú ba. Tụi này nó phạm tội trời trời, lợi dụng con gái người ta bị mất trí, dụ dỗ về chòi để cưỡng bức. Chú ba, theo chú thì tội trạng đó, tụi nó có đáng bị trừng phạt không? Cậu ba, tôi bị oan mà cậu ba. Xin cậu ba tra xét cặn kẽ. Cậu ba, con tôi biết tính nết của nó mà cậu. Tôi nói bướng bỉnh, ngang bướng, nhưng mà những chuyện bại hoại như vậy nó không dám làm đâu cậu à. Ông bộn, chứng cứ đã rõ ràng rồi. Sáng ngày hôm qua, ai cũng thấy cô gái đó quần áo rách rưới, khóc lóc la lối sùm. Hai thằng này đã làm nhục cổ, không, ai cũng thấy. Việc đã không như vậy rồi mà còn oán ức hả? Nhưng mà... Nhưng mà cái gì? Anh hai, em chỉ hơi ngạc nhiên, không hiểu cớ chi anh lại can dự vô việc của làng như vậy. Nào giờ anh vốn là người không thích màng tới việc làng xã mà. Vả lại việc này đâu có xảy ra trong gia đình của mình, cũng không ảnh hưởng tới danh tiếng họ Trương. Tại sao anh lại hậm hực mất thời gian vô nó như vậy? Đành rằng việc này không quan dự tới anh, nhưng mà anh thấy bất bình trước cái việc bất nhân do quân đế tỵ này làm ra. Vậy bây giờ em chỉ cho anh một cách để tỏ rõ nghĩa khí nam nhi. Chứ em thấy anh đánh đập người ta như vậy không đúng quyền hạn lắm. Được rồi, cách gì? Em nói thử anh nghe. Bây giờ mình cứ theo lệ làng mà làm. Hai đứa này đã bị đánh 100 trượng rồi, nhưng giờ thay vì thích chửi vô mặt, em sẽ bàn với hương chức hội tề, đưa tụi nó ra chợ cho bà con bêu rếu rủa xả. Như vậy là nhục nhã cả đời rồi.
Dù sao thì mình cũng phải nể mặt chú bụng, trung thành với gia đình mình từ xưa tới giờ. Sau đó thả cho hai tụi nó muốn đi đâu thì đi, không truy cứu chuyện này nữa. Sao, anh thấy xử chuyện này như vậy được chưa? À, anh thấy vậy cũng được. Vậy thì anh nói với đám gia nhân của anh, đừng có đánh tụi nó nữa. Ngày mai tụi nó sẽ được đưa ra xử theo lệ làng. Còn đứa nào vì tư thù cá nhân mà hành động lỗ mãng, làm quấy làm càn, tôi sẽ xử tới nơi tới chốn đó. Vậy tụi bay, hơn cho mày. Con không sao đâu con, ổn rồi. Thôi mà đen, thôi thôi, đành chịu vậy. Chứ biết sao bây giờ, thà chịu nhục một chút còn hơn bị tra khảo cho tới chết, còn bị lưu đày bị xứ nữa. Cậu ba xử như vậy là mở cho tụi bay một con đường sống rồi đó. Tôi có việc nhờ bà. Tôi đang tìm nơi để gả con gái. Bà thấy chỗ nào môn đăng hộ đối thì mai mối giúp tôi. Công của bà tôi sẽ đền đáp xứng đáng. Chuyện đó thì ông khỏi phải lo. Ông muốn tìm kiếm quyền thế như thế nào, dương tôn công tử nhà quyền thế hay thiếu gia con phú hào giàu nứt vách, tôi đều nắm trong lòng bàn tay. Tôi nghe nói gia đình bá hộ Trương ở làng Ninh có gia thế cũng thuộc dòng danh giá. Tôi muốn bà đánh tiếng và nói tốt cho con gái tôi để tôi gả vô nhà đó. Nhà họ Trương ở làng Ninh. Cậu ba là bậc quân tử khôi ngô tuấn tú, nên tôi nghĩ xứng lứa vừa đôi với con gái nhà tôi. Ôi, cỡ như công tử nhà họ Trương thì thiếu gì. Họ Nguyễn ở làng Xoan, điền sản mênh mông, cò bay thẳng cánh. Hay công tử nhà họ Phù ở Bình Nam, được thừa hưởng cả cơ ngơi chiếu hoa. Họ đều rất khôi ngô tuấn tú, rất xứng đáng với tiểu thư nhà ông. Tôi muốn gả cho nhà họ Trương ở làng Ninh, và con rể tôi là cậu ba Trương Trung Điền. Họ thê thảm như vậy là biết họ bị tra tấn đánh đập dữ lắm rồi. Mọi người ơi, không có ai muốn làm người xấu bao giờ đâu. Mọi người nên bỏ qua cho họ, coi như là tích chút công đức cho con cháu sau này đi. Mấy anh lính ơi, mấy anh lính, đợi tôi chút xíu mà. Hai anh ơi, chắc là hai anh đói lắm rồi. Hai anh cầm bánh ăn đỡ nha. Cô đi đi, đừng có giả nhân giả nghĩa ở đây nữa. Cô ăn cơm bầu dài dào đó nên cũng giống y hệt bọn họ thôi. Đồ thất nhân ác đức, đi đi. Thôi mà nụ, mày tốt với mấy người này làm chi, mất công vậy. Mày thấy họ hung dữ không? Họ còn sẵn sớm với mày á. Nè, sao mày la cổ? Cổ chỉ có lòng tốt thôi mà. Mày dễ tin người quá. Những người trong nhà đó không ai tự tới hết. Từ lâu tao đã không nuôi bọn nó rồi. Bây giờ tao càng căm thù hơn nữa. Không nói nhiều nữa, đi. Đi. Ly biệt gia hương, tuế nguyệt đa, cần lai nhân sự, bán tiêu ma. Duy hữu môn tiền, kính hồ thủy. Xuân phong bất cải, cựu thời ba. Quê nhà xa cách, trải bao thôn. Nhân sự gần đây, đã sát sơ. Riêng có kính hồ bày trước cửa, gió xuân không đổi
sống thời xưa. Cặp đôi này thật là xứng lứa giữa đôi, tâm đầu ý hợp. Bà còn ngần ngại gì mà không chịu xe duyên cho tụi nó? Ôi, bộ ông nói giỡn phải không? Hay là ông nhìn gà quá cuốc? Đây là hai nam nhân mà, làm sao mà tôi kết tóc xe tơ được? Tuy bộ dạng bên ngoài là nam nhân, nhưng thật ra có một người là nữ. Ủa, thiệt vậy sao? Bà nhìn kỹ đi. Có phải Điền Quỳnh đang nhớ nhà? Quỳnh nhớ mẹ Quỳnh nhiều hơn. Hèn chi khi đọc bài thơ Hỷ Y Tuyến, giọng Quỳnh có vẻ xúc động ghê. Đề thiệt là tinh ý. Lúc đó Quỳnh liên tưởng tới má ở quê nhà. Má của Quỳnh giống y như hình ảnh trong bài thơ đó. Nghe Quỳnh nói đệ rất tò mò, muốn gặp mặt bác lắm. Má Quỳnh tuy không tảo tần cực khổ, nhưng bà là một người an phận thủ thường, sống nhẫn nhịn, biết trước biết sau. Quỳnh cũng lớn lên trong sự cam chịu của má. Lắm lúc Quỳnh cũng thấy mình thật là phi thường. Hình như là Quỳnh có điều gì u uẩn trong lòng. Đệ thực lòng muốn chia sớt cùng Quỳnh tất cả, nhưng mà lần nào Quỳnh cũng né tránh, không muốn kể về gia cảnh của mình, nên đệ cũng đành chịu thôi. Gia cảnh của Quỳnh có gì đâu mà đáng kể ra chứ. Nói ra càng thêm hổ thẹn. Mang danh là cậu Tư nhà họ Trương, nhưng mọi thứ phải làm theo sự sắp đặt của người khác. Nói ra còn thua mấy kẻ ăn người ở trong nhà. Vậy thì nói ra đi làm gì chứ? Quỳnh đang suy nghĩ điều gì vậy? Hình như là Quỳnh có một người anh, và Quỳnh rất nghe lời anh ấy. Anh của Quỳnh rất là giỏi, không có giống như Quỳnh đâu. Anh ấy gánh vác hết tất cả mọi chuyện trong nhà từ khi mà cha Quỳnh mất. Quỳnh theo nghiệp đèn sách cũng là ý muốn của Quỳnh ấy. Quỳnh nhớ hoài lời căn dặn là phải ráng trau dồi kinh sử để sau này thay anh mà làm rạng rỡ dòng họ. Quỳnh ấy cũng là một người rất là nghiêm khắc. Ước gì có ngày để được hội ngộ những người thân của Quỳnh thì hay biết mấy. Thôi, đừng nói về chuyện của nhà Quỳnh nữa. Bây giờ nói về đệ đi. Đệ có gì đâu mà kể. Là tiểu thư khuê cát, được nuông chiều từ nhỏ nên tính tình khó ưa, khó chịu. Ủa, đệ đang nói ai vậy? Ý đệ là đệ đang nói về em gái của đệ. Ủa, bộ đệ có một người em gái sao? Sao không bao giờ Quỳnh nghe đệ nhắc tới? Chuyện này có gì đâu mà nói tới. Nhưng mà em gái của đệ có giống đệ hay không? Y như đúc. Vậy chắc là xinh đẹp và đáng yêu lắm. Đệ đáng yêu lắm sao? Đệ là nam nhi thì sao gọi là đáng yêu được? Tự nhiên cái đệ có một ý này. Nếu như mà có gì thất lễ thì xin Huynh bỏ qua cho. Ủa, sao tự nhiên đệ lại khách sáo với Huynh như vậy? Tại chuyện này hệ trọng cả một đời. Đệ làm cho Huynh tò mò quá. Chuyện gì mà hệ trọng dữ vậy? Nếu sau này có dịp Huynh ghé nhà đệ, đệ sẽ cho Huynh coi mắt em gái của đệ. Coi mắt em gái của đệ? Nếu như mà ưng mắt á
thì sẽ gả cho huynh luôn. Vậy lúc đó huynh sẽ kêu đệ bằng anh vợ hay sao? Ừ, theo gia giới thì phải gọi như vậy rồi chứ làm sao. Nghe không quen chút nào hết. Huynh chỉ muốn chúng ta giống như lúc này, là tri kỷ cùng nhau. Anh chàng Ngô Nhi thì dốc dáng mảnh mai, mặt hoa da phấn, nói năng nhỏ nhẹ à. Đích thị là nữ cải nam trang rồi. Ủa, hay ha. Ông nói thì tôi mới nhận ra. Vậy sao cổ còn đòi giới thiệu em gái mình cho Trương công tử nữa? Nếu là người một nhà mà thân thiết như vậy thì cũng hay mà. À, hay là huynh đã đến ước, hay là có thanh mai trúc mã quê nhà rồi? Chuyện đó thì không có đâu. Nhưng thiết nghĩ chuyện này phải do anh của huynh quyết định. Sao lại là huynh ấy? Huynh không tự quyết định được người phối ngẫu với mình hay sao? Để không nghe câu quyền huynh thế phụ sao? Cha huynh mất rồi, vì vậy mọi việc trong nhà anh của huynh thay cha quyết định hết. Cho nên mọi chuyện huynh không dám hứa suông, e là mạo phạm tới Ngô tiểu thư. Huynh làm đệ tò mò hết sức về anh trai của huynh. Chắc là mỗi lời huynh ấy nói ra đều hét ra lửa, cho nên huynh mới nể trọng như vậy. Cô ấy đang tự làm may cho mình đó. Bà không hiểu được tình ý ở trong câu nói hay sao? Ha, đúng rồi ha. Thiệt ông á, thiệt là tinh ý à đó. Cặp này đúng là trời xanh một cặp, tri kỷ tri âm cả đời. Mình phải giúp họ đi bà. Vậy bây giờ bà hãy mau, hãy đưa Sở Tư Hồng ra đây để giúp cho cặp đôi này. Cậu ơi, cậu ơi, cậu. Cậu ơi, có thư của ông gửi cho cậu. Trên thư có ghi rõ là gấp lắm cậu. Thôi chết rồi. Có chuyện gì sao đệ? Trong thư ghi rõ cha của đệ đã bệnh nặng, nói đệ phải về gấp. Nếu vậy thì đệ hãy mau mau khăn gói trở về nhà đi. Đệ sẽ đi gặp thầy nhân xin phép. Tiểu Đồng, về phòng thu dọn, lên đường sớm. Dạ cậu. Điền huynh à, đệ về thăm cha già. Chuyến này chắc cũng mấy tuần trăng. Khi nào cha đệ khỏe, đệ sẽ quay lại cùng huynh đọc sách ngâm thơ. Đệ hãy quay về chu toàn chữ hiếu, huynh sẽ ở đây chờ đệ. Đệ thiệt tình là không nỡ xa xa thầy, xa lớp và xa huynh. Huynh hiểu lòng đệ mà. Huynh ở đây cũng sẽ nhớ đệ nhiều lắm, và mong sớm ngày gặp lại đệ. Huynh nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng thức khuya quá mà hao tổn tâm trí. Không có đẻ đây nhắc chừng, không biết huynh có nhớ không nữa. Đệ yên tâm đi, huynh biết tự lo cho bản thân mình mà. Vậy hứa với đệ là phải bảo trọng nha. Huynh hứa mà. Đệ đi nha. Đệ đi cẩn thận nha, thượng lộ bình an.
Đen à? Dạ. Hay là mày đi xuống khác mừng ăn nha. Cha biểu con đi đâu mà cớ chi con phải đi chứ? Cho chuyện đến nước này rồi, tao thấy hổ thẹn với bà con của bác ở đây quá. Tao còn mặt mũi nào nhìn thiên hạ nữa chứ? Con đâu có mần chi chuyện xấu xa mà cha phải mang nhục chứ. Tất cả mọi chuyện đều do thằng Trương công tử bày mưu tính kế hãm hại con mà. Ờ, thì cho là mày không làm, nhưng lỡ chọc giận người ta rồi thì chắc cũng khó sống ở đây lắm con à. Thôi, mình thân cô thế cô, tránh voi chẳng xấu mặt nào. Lần này nhờ có cậu ba ra tay giải cứu, chứ lần sau không biết xảy ra chuyện gì nữa. Anh em tụi đó một ruột với nhau thôi, đều là con nhà Thất Đức, bóc lột hút máu dân đen, mắc gì chứ phải mang ơn tụi nó chứ. Con coi tụi nó là kẻ thù không đội trời chung với nhau. Ơi, mày trách gì cậu ba nữa chứ? Dù gì cậu ba cũng là người cứu mạng mày đó. Một phần á cũng là do cái tính nóng nảy của mày mà ra. Cha đừng nhắc tới nữa, nhắc tới là còn sôi máu à. Thằng đó là Nguyễn Quân Tử, giả nhân giả nghĩa thôi. Đen à, coi như cha năn nỉ mày đó, mày hãy đi mần ăn càng xa càng tốt, tránh xa đất của nhà họ Trương ra đi. Không, con không đi. Đi như vậy là nhục nhã lắm cha biết không? Trời ơi Đen ơi, sao mày cứ cãi cha hoài vậy hả Đen? Hả? Nè, nếu sau này mà có xảy ra chuyện gì á, đừng có kêu cha ơi cha hỡi cứu con nghe không? Tao không có xin xỏ lãi lục người ta lần nữa đâu. Được rồi, sau này cha cứ mặc kệ con đi. Ai mượn cha lại lục gian sinh cái đám họ Trương nữa chứ? Trời ơi, mày nói mày nhớ nha. Sau này á, việc sống chết của mày tao không cần nghĩ tới đâu. Nè nè nè, giờ này mà định đi đâu đó, đừng có gây thù chút quán nữa nha, làm cho tao bị già lấy đó. Tao già rồi, làm ơn cho tao sống yên ổn đi. Nè nè, mày đi thiệt hả? Trời ơi, con ơi là con khổ quá. Ngô Nhi về quê thình lình quá nên chưa kịp dọn dẹp phòng. Con vào dọn giúp sư đệ nha, để Ngô Nhi quay lại có chỗ sạch sẽ vào ở liền. Ngô đệ,
À, cô đệ. Trương huynh, có chuyện gì không Trương huynh? Nghe cô đệ nói là than nóng, cho nên huynh làm cái quạt bo này để tặng cho đệ nè. À, đa tạ Trương huynh. À, mát quá. Ủa, phòng này của Ngô đệ hả? Có gì không Trương huynh? Sao giống phòng của con gái vậy? Có cái màn màu hồng nè, rồi nó có hoa nữa. Trời ơi, cái thằng Tiểu Đồng. Đệ dẫn nó ra chợ mua cái màn màu xanh, vậy mà nó mua cái màn màu hồng. Đã vậy còn qua què nữa chứ. Thiệt là loe loẹt mà. Đệ bực bữa giờ đó. Ủa, còn cái gương này của ai? Của đệ. Của con gái mà. Trời ơi, cái thằng Tiểu Đồng, cũng là nó đó. Tự nhiên ra chợ mua cái gương con gái rồi bắt đệ xài. Đệ đâu có biết đâu. Ủa, đệ chạy tóc bằng cái lược này hả? Không, cái thằng Tiểu Đồng này nó lượm ngoài đường ở đâu á, rồi tự nhiên mang về thì đệ xài thôi. Cái chậu hoa này chắc là của thằng Tiểu Đồng luôn đúng không? À, huynh, Trương huynh, không có gì á thì huynh về phòng nghỉ ngơi đi ha. Để muốn ôn bài ha ha. Ngày mai lên lớp rồi mình gặp. Ở đây đi, huynh đệ mình ôn bài với nhau luôn. Thôi, để nghỉ ngơi, để muốn nghỉ ngơi ha. Mà công nhận á, phòng của đệ giống phòng con gái thiệt, rất là đẹp. Quỳnh ơi, Quỳnh đi về đi, để muốn nghỉ ngơi mà. Giống phòng của con gái thiệt mà. Được đây. Mời công tử. Bây giờ tao uống trước nha. Dạ. Rót tiếp. Đây. Đây, tới nàng uống đó. Dạ, mời công tử. Giỏi dữ. Tiếp. Cậu. Bạn đây cậu. Cái thằng nhỏ có chút xíu chuyện hả mà chậm chạp như đàn bà vậy đó. Mày làm cái gì mà đi lâu dữ vậy? Dạ, tại trời mưa bất chợt quá, con đục mưa. Mà cậu, trong lúc con đứng đục mưa, con nhìn thấy thằng đen với thằng tèo nó đi ngang qua đó cậu. Mà con tưởng là nó bị đuổi đi biệt xứ rồi chứ, mà sao nó còn lảng vảng ở làng cậu. Cái mời thằng công tử. Đang vui à, tự nhiên nói tên hai thằng đó làm gì. Bất cứng à. Đi ra hết đi. Đi. Dạ. Cậu, con xin lỗi cậu. Tại con thấy tụi nó đi thông dong ngoài đường nên con tức. Cậu, con xin lỗi cậu. Cũng do cái thằng ba mà ra. Tự dưng á, làm quân tử làm gì. Không thôi hai thằng đó thân tàn ma dại, không chết thì cũng què quặt với tao rồi. Dạ. Nhưng hôm đó con thấy hai đứa nó bị người ta sỉ giả nhục mạ, con thấy vậy cũng đáng đời mà cậu.
nhiều đó mà ăn thua cái gì. Tụi nó phải thịt nát xương tàn, lưu đài biệt xứ thì tao mới chịu. Cậu à, bộ cậu tính ra tay với tụi nó nữa hả cậu? Mà cậu, cậu có mưu kế gì nữa hả cậu? Ta có một kế, nhưng mà lần này à, e rằng mày phải chịu cực khổ một chút xíu. Dạ không sao đâu cậu. Cậu muốn cái gì con cũng đáp ứng cho cậu hết á, miễn cậu vui là được rồi. Dạ cậu. Cậu ơi, cậu ai vậy con? Cậu, cậu biết lỗi rồi cậu ơi. Mày là cái đồ ăn hại, có một chút xíu chuyện mà làm cũng không xong. Mày có biết không, tao nuôi chó còn biết giữ nhà, mày á, nuôi mày chỉ thấy bực mình thôi. Mày đồ, đồ, đồ ăn hại. Cậu ơi, cậu ơi, cậu ai cho con? Con biết lỗi rồi cậu ơi. Nhìn cái gì hả? Máu.